Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cách cài máy tính bảng X80 Power bằng USB. Và đây mình cài, đây là cái Windows 10. Mình cần phải sử dụng cái máy, cái USB phần lớn bằng 8GB. Đây là cái USB này thì mình đã format định dạng FAT32 và đặt tên là WinPE. Sau đó các bạn kích Start. Đấy, mình đã format rồi nên là không cần phải format nữa. Quay trở lại cái ROM cho X80 Power thì các bạn đào về có mấy cái file như này, mở trình duyệt bằng WinRAR WinDAT lên, sau đó kích vào cái folder này, giải lén toàn bộ những cái file, cái folder như thế này vào cái USB WinPE vào đây và ok vào. Khi nào giải lén xong rồi sẽ là xong. Ở đây mình đã giải lén xong có sẵn rồi nên mình không giải lén cho các bạn xem nữa. Ở trên cái USB này, trên cái máy tính bảng này thì mình đã cắm sẵn USB hub kiêm USB hub vào cái OTG và cái bàn phím này vào máy rồi. Nên bây giờ mình sẽ bật máy lên để tránh trường hợp mà lỗi BIOS khi mà cài Win thì mình bật máy lên mà không bấm cái gì cả và đợi cho nó hiện đến cái phần chọn. Ở đây là hiện tại đây là sử dụng đang là BIOS by Windows này. Mình kích sang bên đây là BIOS Android này. Thì khi mình cài đặt thì mình cần phải là sử dụng BIOS Windows thì mình sẽ kích vào Windows như này và sau đó ok. Máy sẽ chuyển sang BIOS Windows. Đợi cho nó hiện logo như này thì mình sẽ giữ phím nguồn và tắt nó đi. Đấy, sau đó các bạn bật lại. Và nhấn xung F7. Máy sẽ cho các bạn ra cái bảng như này thì mình sẽ chọn USB cài Win. Tại sao mình phải làm cái bước như này? Bởi vì nếu mà để chế độ Android ấy, thì máy sẽ xuất hiện lỗi ACPI BIOS. Thì lúc đấy mình không thể cài Win được mà nó hiện lỗi mà mình phải chạy lại. Đấy, khi mà mình chọn sang Windows như thế và mình chạy lại thì nó sẽ cho ra được cái bảng như này. Đây là trình cài đặt Windows của nó, sử dụng WinPE. Máy sẽ chạy một hồi, chạy hết cái này thì sẽ là xong. Mình sẽ quay video đến cái bước mà nó hiện phần trăm tải file lên. Đây nó đang tìm kiếm cái ổ bộ phân vùng của cái để cài đặt Windows. Đây nó hiện phần trăm đây rồi. Khi mà cái phần trăm này hết 100% mà máy xong yêu cầu chúng ta tắt máy thì là sẽ là xong. Đây là máy tìm thấy cái file install.win trong cái thư mục imap trong USB đây. Nó sẽ kích hoạt để giải lén cái file này ra vào cái bộ nhớ của máy. Đây, máy bắt đầu chuẩn bị giải nén cái file mà làm lên. Khi nào hiện 100% thì là đã giải nén xong và nó chạy một lúc thì mình sẽ tắt máy đi, gõ lệnh exit và sau đó khởi động lại là sẽ vào Windows luôn. Cài rất đơn giản. Đấy. Còn trình từ cái lúc mà boot lên Windows và chọn cài đặt thì các bạn đã sử dụng Windows thì đều đã biết rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu mà quay hết thì nó sẽ rất là mất thời gian nên là mình chỉ quay đến cái bước giải nén file thôi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.